nè, cơn mưa đạn rớt xuống nè. Đung 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 đung. Dã man. Nè, ăn đủ nè con. Yeah. Bạn thấy khủng khiếp không? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi tiếp tập 21 của Far Cry 5. Thì bữa nay mình sẽ làm cái hình như đây là một cái nhiệm vụ chính cuối cùng của cái khu vực này. Đây, chỗ lái máy bay, mình sẽ đi tới đó ha. Với còn lẻ tẻ ba cái nhiệm vụ phụ, nhưng mà thôi, mình chơi nhiệm vụ chính thôi. Lâu lâu thì mình chen vào cái nhiệm vụ phụ vậy đó, chứ làm hết tất cả không biết chừng nào mới xong cái game này nữa. Rồi mình sẽ lấy chiếc này màu cam. Trời đất, mua luôn. Đó. Leo lên. Con bồ ngu ngốc. Đó, bữa nay chắc cho mình lái máy bay rồi. Đó, xe này chạy nhanh gớm nhỉ. Leo lên phải không? Ô, có con bò đi theo nữa. Ủa, con này bay sao bắn tiêu rồi ta. Rồi, hiểu. Máy bay này bắn không được. Lái này hơi bị khó nha. Không có giỡn đâu. Bắn không được luôn. Ủa, nếu như bắn không được sao mà nó có dấu hiệu gì? Ủa, thả bom. Thả bom. Ok. Ê, ê, cái gì vậy? Vậy? Bấm lộn, bấm lộn, bấm lộn. Cái này nó bay không giống như trực thăng. Lộn. Khó quá các bạn ơi. Khó quải nồi. Thả bơm nè, đó, hay quá. Thả quá hay luôn. Trúng hai chiếc xe nhưng mà không trúng mục tiêu. Phải, lượn lại. Đúng là không quen lái, lái rất khó. Nhức đầu không? Mình nhức đầu dữ lắm rồi đó. Trời ơi. À, bắn được, bắn được. Trời đất ơi. Lâu quá không lái máy bay cho nên là mình quên cái nút nó như thế nào rồi. Bây giờ quay lại nè. Bắn được. Lái cái này khó hơn cái gì nữa. Xả đi. Đó, bể cái bình nhiên liệu của tụi nó. Và đây là một thằng nào đó đang chạy xe ở dưới. À, không được để cho bọn chúng chạy thoát. Đó, đó là cái lệnh của nhỏ đó đã giao nhiệm vụ cho mình. Bắn đi. Không ai được quyền chạy thoát. Ôi 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 ôi. Tụi nó có hộ tống. Dã man. Sao đây? Chúng ta sẽ lượn lại nhé. Sao đạn nó đi chệch cái học tâm vậy ta? Đó. Thả bom luôn nè. Các bạn cảo phiền cho mình nha. Tập này coi hơi bị chóng mặt á. Mình cũng thấy chóng mặt thấy bà đây nè. Mình rất là chóng mặt rồi đó. Các bạn coi chắc cũng dữ dằn không kém. Không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Chỗ này hơi bị xa. Đây. Thả bom nè. Không trúng rồi.
chúng ta sẽ vòng lại nhé. Đấy, hết đạn. What the fuck? Chú đùng ghê, yeah. Trời ơi hay quá. Chúng ta đã bị phát hiện. Destroy helicopter. Tiêu diệt mấy chiếc trực thăng á. Này là mục tiêu ở trên không. Thả luôn. Nổ chiếc xe nè. Đúng, không nổ. Mục tiêu di chuyển hơi bị khó đấy. Chúng ta không có tên lửa cho nên là phải canh thôi. Bắn như thế nào cho thật là chuẩn. Đó, yeah. Hay thiệt. Bắn cái khơi gì mà cũng chết máy bay nữa kìa. Sao mình tài dữ ta? Cái này chắc bẩm sinh quá. Yeah, chúng ta đã hạ được một chiếc nữa rồi. Lượn lại. Làm quái gì ở đây? Rồi, cái này là không chiến rồi. Tụi nó cũng có một chiếc trực thăng, chiếc máy bay giống như mình. Nó đang theo đuôi. Đậu xanh. À, lượn, 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 lượn. Căng thế vậy? Bay cao hơn mình kìa. Mình phải lên lấy độ cao thôi. Ôi, tôi chóng mặt quá. Thấy bà mày. Thấy bà mày rồi, tao theo đuôi được rồi. Ở đây, ở đây. Bắn. Bắn không trúng. Oh man, mình bay rất là gần. Chết đi, chết đi, chết đi. Hết đạn. Gớt rồi, gớt rồi. Oh my god. Đây là một cái trận không chiến hơi bị chóng mặt một tí. Kìa, nó thả vô, nhả vô kìa. Đó, vậy là xong cái nhiệm vụ của chúng ta hôm nay. Rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Ở đây hết mẹ nó nhiệm vụ rồi, còn nhiệm vụ nhỏ nhỏ không à. Side mission. Thôi kệ, làm luôn. Đáp ở đâu ở đây đi. Rồi mình cút bộ. Ok. Oh, thoát ra. Chiến lái máy bay này thật là nó giống như là địa ngục. Nhảy xuống mày. Follow me, follow me. Ok, bây giờ mình sẽ vào chỗ này để làm cái nhiệm vụ ngoài lề nha. Đây. Nói nhiều nè. Ok, đi luôn. Local the prisoner. Hình như cái này là đi giải thoát tù nhân hả? Sao không có hướng dẫn gì trơn vậy? Đây. À, 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 ở trong mấy cái thùng. Ôi trời ơi. Đây nè, đang đây, đây nè, ngay chân chỗ mình đang đứng luôn. Bảo cách nào? Đây 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 đây. Đùng. À.
Đó, chúng ta đã có một đứa bồ mới nữa rồi. Ở đây có một đứa nữa nè. Hình như bây giờ á mình có thể gọi được. Trời đủ. Chơi đủ. Mày hù ai? Mày hù ai hả? Hai phát thôi. Rút luôn. Trời ơi, nó giết hai người của tôi rồi. No. Tại sao mày lại làm như vậy? Hả? Cái đồ động vật. Ở đây có một đứa bị nhốt. Đó, mở cửa. À! À, à, lộn. Lộn xúc. Chiu. Chết. Thằng này hơi bị nguy hiểm á nha các bạn, nó cầm đại bác, có khi nào mà nó bắn mà chết mình luôn không? Ở đây một cái nữa. Ở đây có ai bị nhốt ở đây vậy? Đây chìa khóa. Oh. Một cô em súng ngắm. Súng ngắm thì mình có rồi. Rồi, để coi để bên xem tiếp tục mình sẽ làm gì đây. Đây là gì ta? Rồi, mình sẽ ghé đây đi. Travel. Làm hết ba cái nhiệm vụ vớ vẩn lẻ tẻ nữa. Hello, đây là một trang trại. What the world? Công việc không biết làm gì. À, chắc bà kêu mình đi lắp ống nước cho bà quá. Nhớ cái trang trại này rồi. Đây là cái nơi mà trong những cái tập đầu tiên mình đã lại đây đánh nè. Trang trại bí ngô nè. Đây một cái nữa. Rồi cái tiếp theo là chúng ta sẽ leo lên trên đó để gắn ống nước vào cái đó hay gì đó. Nhưng mà lên bằng cách nào đây? Có cầu thang không? Hay là bắn nó? À, thấy không? Bắn nó cho nó rớt xuống. Ai hiền hiền quá không hiểu là chết rồi nha. Play the. Ok. Mình sẽ đi lắp đặt ống nước. A! À! Mẹ mày. Đâu rồi con gấu đó ơi? Bắn bồ tao. Mất dạy. Khu này gấu nhiều dã man luôn các bạn. Nãy giờ gặp 3-4 con rồi đó. Tội nghiệp nhỏ không? Tán nhỏ xiển niễn. À, lắp vào. Một cái nè. Trang trại bí ngô của tôi. Chúng mày sẽ có nước uống thoải mái thôi. Ồ. Oh. Các bạn thấy không? Bên đây người ta quá trời, người ta văn minh nè. Tức là cái hệ thống ống văn nước này nè, nó sẽ tưới cho suốt chiều dài của cái khu ruộng luôn. Và nó có cái bánh xe. Nó sẽ từ đây nó lăn lên trên đó. Là nó tưới đều luôn cho nguyên khu ruộng của mình. Wow, rất là văn minh ha. Sao ruộng lúa của mình ta không làm vậy ta? À, ruộng lúa của mình ta chỉ bơm nước vào thôi. Chứ không có cần tưới giống gì. Quên. Đúng không? Ruộng lúa của mình họ chỉ cần bơm nước cho ngập cái dưới ở dưới cái chân á. Là nó có nước nó sống à. Không có cần tưới giống gì. Sao không thấy ai cả? Đó, đã thấy một đứa rồi. Hai đứa. Đó, thấy à, thấy từ từ rồi đó. Follow me. Lại đây mà lên.
What the hell? Tụi nó chết nhát kìa các bạn, tụi nó không dám đi theo mình kìa. Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Mẹ kiếp, lại đây mày. Rồi cho tụi bay đứng đó coi luôn. Tao éo sợ. À, cái đứa mà đứng trên đó nó nhìn thấy mình đó. Mày nhìn tao thấy không? Công lực của khẩu súng nhắm của mình là vô địch. Bắn một phát là dịch lòi luôn. Có nên xài tên lửa không ta? Mình sẽ chút cơn mưa đạn lên đầu tụi nó. Đâu rồi? Nè, đổi sang cái đạn kia coi. Đó. Lát tụi nó mà túa ra đông quá, mình sẽ quất một phát là chết chùm cả đám ngay. Không biết headshot này được không? Được. Được. Bắn luôn cái bộ báo động của tụi nó nè. Đó, tụi nó ra đông đông rồi đó. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày đi đâu? Ôi, tụi nó bắt đầu ra đông rồi đó. Mẹ kiếp tụi mày. Không thấy tao đâu. Mày không thấy tao đâu. Nó thấy. Nấp tàu kỹ quá vậy. À thấy rồi. Trong lùm. Nấp đâu mà kỹ quá vậy. Ủa con bộ mình tới rồi kìa. Được lắm. Mày xử thằng này cho tao. Ngắm nó đi. Nè, cơn mưa đạn rớt xuống nè. Đung 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 đung. Dã man. Hình như không chết đứa nào cả. Má tống viên đạn của tôi. Nè, ăn đủ nè con. Yeah. Bạn thấy khủng khiếp không? Hình như nó báo động thì phải. Bọn bắn tên lửa cơ. Ghê quá anh em ơi. Chill. Không xuyên được. Tụi nó đứng cách mình tới mấy cái mấy vết tường rồi. Ôi xong rồi đó hả? Ôi giời ơi. Do cái khẩu súng tên lửa của mình quá bá đạo cho nên là tụi nó sợ, tụi nó báo động không nổi. Nó chơi thôi chứ mình bắn banh cái đồ báo động của tụi nó rồi, tụi nó không có kêu đồng bọn được đâu. Mua đạn thôi. Công nhận súng ngắm này làm cho mình đỡ tốn công thiệt, khỏi phải đi đâu xa. Rồi tiếp theo là cái quái gì đây? Cái gì ạ? Supply. Còn này là cái Rồi. Bữa nay mình thử đi chặn đường cái đoàn tàu của tụi nó ơi. Follow me. Tức là tụi nó có một đoàn thuyền mà có trang bị vũ trang đầy đủ nha, súng ống đầy đủ ở trên tàu á. Ở trên thuyền tụi nó đi nguyên đoàn luôn. Rồi lên xe anh chở hai em đi nha. Rồi đứng trên đây mình bắn xuống. Thằng này tụi mày chết bài với tao. Đâu rồi? Một chiếc nè. Còn nữa. Bắn luôn. Giỡn mặt hả? Còn nữa mà. Chưa chết à? Quá dễ các bạn ơi. Đúng là game này đi đâu phải đem theo cái tên lửa này mới được. Cái này là chuyện vặt đối với mình thôi.